Những người khách nào mà của anh mà từ đây cho tới cuối tháng 8 cứ vô đây ăn, không cần biết là subscribe từ lúc nào hay là subscribe ngay cửa trước khi bước vô, mà cứ đưa em coi cái phone mà thấy có subscribe cái channel YouTube của anh Thảo em sẽ bớt 10%. Cái gì? Thiệt hả? Một tiệc 20 người vô đây em vẫn bớt như thường. Cái này là mức chứ. Cái này là không phải subscribe mà mức subscribe. Subscribe for me. Yeah. Tức là các bạn ai từ đây tới tháng 8. Dạ. Yeah. Từ cho tới tháng 9 đi. Tới hè được. Tới tháng 9 hè đi. Hết mùa từ hè từ đây tới tháng 9 mùa hè nha. Nếu ai mà subscribe channel YouTube Dược Thảo, tức là đăng ký channel YouTube của Dược Thảo, đến nhà hàng Fairy Restaurant ăn sẽ được discount 10%, không cần biết bao nhiêu người vô, bao hết nguyên cái tiệm, 100 người cũng vậy, discount 10%. Dạ. Nhớ nha các bạn, subscribe channel YouTube của Dược Thảo, từ đây đến tháng 9 đến ăn ở nhà hàng Fairy được discount 10%. Yes, thank you. Ok. Dược Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia, là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất, với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị. Tôi là Alicia Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị, nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện bên lề của Việt Thảo, và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện bên lề, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Hello Việt Thảo, xin chào các bạn. Hiện giờ thì Việt Thảo đang ở trong khu vực của Lido Sài Gòn. Như các bạn biết, Lido Sài Gòn nó bao gồm nhiều thành phố, trong đó có cả Midway City, có cả Santa Ana, Fountain Valley, Westminster, Garden Road, nhiều lắm. Và đây là cái con đường Garden Road, ngay góc đường Magnolia và Garden Road. Việt Thảo nói rõ địa điểm để chi, để cho các bạn sau khi coi video này rồi, bảo đảm các bạn sẽ tìm cái chỗ này thì biết rõ địa điểm dễ tìm hơn. Ngay sau lưng Việt Thảo là cái H Mart. Đây là cái tên của ngôi chợ người đại hàng mà rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam. Hầu như người Việt Nam nào ở gần khu vực này đều biết cái ngôi chợ này. Ê, không phải quảng cáo nhưng mà nó bán thức ăn đầy đủ và ngon thiệt, sạch sẽ nữa. Cho nên người Việt Nam rất thích đi chợ đại hàng này. Mục đích không phải giới thiệu cái ngôi chợ đại hàng này, mà đây là cái điểm để chúng ta lấy đặng mà đi tìm đến một cái nơi. Đó là quán ngon, có cái tên gọi là Authentic Vietnamese Cuisine, tức là thuần túy món ăn Việt Nam, mà đúng như tên gọi nha, quán ngon, nó ngon thiệt. Bây giờ các bạn nghĩ tại sao Việt Thảo đến thu hình ở quán này? Thứ nhất, được lời mời của cô Thủy Tiên là chủ nhân của quán. Và sau đó thì Việt Thảo đã đến ăn thử nha. Chưa có nhiều, ăn mới có mấy món mà ghiền rồi, mà thấy ngon thiệt, sạch sẽ nha. Món ngon độc đáo, tôi nói nổi cái món mà bánh canh. Thường thường bánh canh cua đó, người ta không có dám làm cua thiệt, nó mắc lắm. Còn cái này nha,
King Crab ngăn càng cua cắt bỏ vô 3-4 càng. Đồ thiệt mà ăn ngon thiệt. Cho nên Việt Thảo đã nhận lời và giới thiệu món ngon đến với người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới. Để khi các bạn có dịp về với Little Sài Gòn, về với miền Nam Orange County, thì các bạn miền Nam California ở Orange County thì phải ghé cho bằng được quán ngon để cùng ăn và cùng thưởng thức như Việt Thảo. Bây giờ con đường đi Việt Thảo chỉ rất gần thôi. Hôm nay Việt Thảo cũng lái xe vì nó đi bộ rất gần và định hướng để cho các bạn dễ tìm ra nha. Ngay góc Magnolia và Garden Road. Ở đây là Esmark, là khu chợ của Hàn Quốc. Mình đi về hướng hướng Tây thì thấy ở đây có phở 86. Phở 86 Vietnamese Special Soup. Các bạn thấy phở 86 không? Đây phở 86 bán cũng ngon lắm đó nha. Phở 86 bán đoạn cũng ngon lắm đó nha. Nếu có dịp cứ ghé vô ăn. Rồi từ phở 86 này mình đi tiếp tục. Đây là thấy cái bảng này không? Đây là thành phố New Seoul. All you can eat có nè, Pan Korean barbecue and shabu shabu nè. Có karaoke nè, có sushi nè, phở hào 99 nè, taekwondo và đặc biệt quán ngon. Yes, yes. Authentic Vietnamese cuisine. Tức là món ngon Việt Nam thuần túy nha. Ở đây có phở hào 99 nè. Cái phở hào 99 này nha, tôi đến ăn thử rồi nha. Tôi không biết là chủ nhân là ai, nhưng mà tiếp viên thì người Việt có. Cái cơm sườn nướng cũng ngon lắm đó. Ok. Kế bên có Ruby KM Beauty Center. Đó, các bạn nhìn thấy cái shabu shabu không? Kế bên là karaoke Wii nè, rồi shabu shabu. Thiệt tình chưa vô ăn shabu lần nào. Thiệt tình chưa có vô ăn, tại thấy của đại hàng thôi. Nhưng mà mục đích của mình là gì? Quẹo qua bên này có body food massage. Ai muốn vô body food massage không? Đây kìa các bạn nhìn kế bên. Quá ngon. Authentic Vietnamese cuisine. Đó, cái chữ màu vàng các bạn. Nơi đây, tôi nói thiệt nha, cái thực đơn, cái menu đó, nó chỉ có 1 tờ một. Nhưng mà món nào ra món đó, ăn món nào độc đáo ngon đó. Không tin phải không? Đi vô. Hôm nay Việt Thảo muốn giới thiệu các bạn quán ngon ở ngay tại thành phố Garden Road của Little Sài Gòn để chúng ta cùng nhau đến ăn, tìm một cái nơi ăn ngon cho chính mình nhé. Đi, đi vô với Việt Thảo. Có khách đủ hết trơn rồi đó, thấy chưa? Dạ, dạ, cô chủ đằng kia. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Hiện giờ thì Việt Thảo đã ngồi ở trong quán ngon mà Việt Thảo giới thiệu các bạn. Và đây là cô Thủy Tiên, là chủ nhân của quán ngon. Thì như Việt Thảo đã nói, hôm nay cô Thủy Tiên mời Việt Thảo đến để ăn, cho biết những món ăn ngon tại quán ngon, đồng thời giới thiệu đến với người Việt Nam khắp nơi trên toàn thế giới để biết được quán ngon ở đâu, có những món gì và ăn ngon ra sao. Thì lúc nãy cái phần giới thiệu đầu anh Việt Thảo cũng đã nói và thú thật cho mọi người là Việt Thảo đã đến đây ăn thử rồi. Đầu tiên khi Thủy Tiên mời thì Việt Thảo chưa dám nhận lời, phải đến ăn thử trước. Và khi ăn thử món đầu tiên rồi thì lại ăn tới món thứ hai. Có dịp về Cali là phải ghé ăn thử và thật sự ngon thiệt. Cho nên ngày hôm nay Việt Thảo muốn giới thiệu các bạn một trong những nơi ăn ngon của Little Sài Gòn, của miền Nam California, mà quán ngon này mới mở, mà ngon thiệt nha. Ngon như thế nào, món ăn ra làm sao, hôm nay Việt Thảo sẽ ăn và sẽ giới thiệu với các bạn, được không Thí Tiên? Dạ. Rồi, bây giờ đây là như Việt Thảo nói nè, các bạn coi cái thực đơn nè. Ui cha, có bao nhiêu đây thôi. Bên đây cái nữa nè, chứ không phải là nguyên một cái cuốn dày nha. Đó, thì ở đây mình thấy khai vị, nó gọi là Home Special Appetizer. Nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món. Cuốn tôm thịt nè, cuốn thịt nướng nè, chả giò, tôm lăn bột chiên giò, cánh gà chiên bơ gì đó. Mình sẽ ăn hết nha các bạn. Rồi, các món bún mì mà có thêm cái chữ nè, Authentic Vietnamese Noodle Bowls, tức là thức ăn mà thuần chất, thuần túy của Việt Nam nha. Rồi các món cơm xôi cũng vậy. Rồi bên này có bánh mì, uống chai nhiều thức uống, tráng miệng, đủ loại hết. Rồi,
Việt Thảo chỉ có thời gian là 3 ngày để ăn tại quán ngọt. Chỉ có 3 ngày duy nhất thôi các bạn. Làm sao để có thể ăn hết được cái thực đơn này, cái menu này. Cho nên thôi thì mình ăn được bấy nhiêu hay bấy nhiêu. Phải nói rất rõ là sức ăn của anh em chúng tôi không thể nào ăn hết những cái món đó được. Chỉ ăn tượng trưng, ăn để giới thiệu cho mọi người biết. Đồng ý không nào? Chứ đừng có nói làm sao mà ăn không hết thì sao kêu chứ kêu nhiều. Tụi tôi muốn kêu nhiều. Tại vì có 3 món thì ăn hết, nhưng mà không giới thiệu được nhiều món. Rồi các bạn chắc nói trời ơi, còn mấy món khác sao? Cho nên mục đích của Việt Thảo nó rất rõ là chúng tôi sẽ giới thiệu càng nhiều món càng tốt để cho các bạn biết. Mà tôi nói ngon là ngon nha. Rồi có bạn nói sao cái món nào cũng ngon, nó ngon thiệt mà. Bây giờ ngon dở như thế nào cùng ăn Việt Thảo. Cho anh Việt Thảo biết Thủy Tiên nè. Dạ. Bây giờ khai vị hôm nay mình ăn cái gì? Dạ, khai vị hôm nay á, em muốn mời anh Thảo cuốn tôm thịt. Cuốn tôm thịt tức là thịt tôm, dạ. Bánh tráng, rau rồi dạ, rau, trong rau, ok. Dạ. Nó gọi là gỏi cuốn. Gỏi cuốn. Là gỏi cuốn, dạ. Rồi. Và cuốn thịt nướng. Cuốn thịt nướng là giống dạ. như vậy nhưng mà ở trong là thịt nướng. Là thịt nướng. Thịt chuột. Ở dạ, Mỹ là không có. Ở Mỹ không có thịt chuột. Đúng rồi, đúng thèm rồi. Cũng không có anh dạ. Thảo ơi. Ê, dạ. Nói thèm tức là hồi đó em có ăn thịt chuột rồi. Em dạ có. Quê ở đâu? Dạ em người Sài Gòn. Người Sài Gòn nhưng mà ở Việt Nam mình có ăn thịt chuột. Dạ có, mà chuột đồng anh ơi. Ờ mà bây giờ dạ. còn thèm. Thèm. Trời. Cái nào mình thèm mình nói mình thèm. Rồi rồi. Mình có chả giò, có ăn chả giò luôn không? Dạ có chả rồi. Giò. Rồi, như vậy là mình ăn 3 món khai vị. Dạ. Cuốn tôm thịt, cuốn thịt dạ. nướng và chả giò. Dạ. Mà chả còn... giò ở đây là mình tự cuốn nha anh Thảo. Dạ, có nhiều cái em biết một số nhà hàng họ cái chả giò của họ là họ order. À, order. Còn đây mình tự cuốn. Ở đây là mẹ em tự cuốn. Wow, wow, dạ. dữ dội quá. Còn tôm lăn bột chiên giòn là để ngày mai đi. Dạ. Cánh gà chiên bơ tỏi ngày mai. Dạ. Bò bắp thấu ngày mai. Gọi trứng vua tôm thịt ngày mai. Dạ. Bữa nay mình ăn ba món này là no bà nó rồi. Phải không? Đây là mới appetizer. Dạ. Tức là ăn khai vị thôi. Rồi, bây giờ vô món kế là những cái gì? Dạ, món kế thì em mời anh Thảo. Bánh canh King Crab. À, dạ. Cái món bánh canh King Crab này Dịch Thảo dạ. thái nè. Ôi cho cái tô tổ chả ngang trong đó. Lần đầu tiên Dịch Thảo nên ăn ngạc nhiên nha. Dạ. King Crab là mắc tiền nha. Mà trong đó 3 khúc, 4 khúc gì đó. Mà thịt cua thiệt. Một chút sẽ thấy rồi, ăn King Crab giờ là nhiều lắm rồi. Còn gì nữa không? Chưa nhiều đâu anh Thảo, mình phải thử cái bún riêu nữa. Nghe hết hồn chưa? Dạ. 3 món khai vị, thêm cái bánh canh King Crab. Ồ, kêu tên thẳng luôn, bánh canh King Crab. Ờ, dạ đúng, mình dùng King Crab, mình để gọi là bánh canh cua, mà cua là cua dạ. Canada, cua này phải Canada. Alaska. Dạ đúng rồi. Rồi, bún riêu. Dạ. Bún riêu có gì đặc biệt không? Bún riêu của mình, cái taste của mình nó y như Việt Nam. Nghĩa là nó thuần túy Việt Nam, chứ không bị lai Mỹ. Authentic. Dạ đúng. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi. Mà rồi. Bún riêu thì đây em tiệm quán ngon có rau muống trẻ, bắp chuối trẻ. Dạ. Rồi còn gì nữa? Dạ, cái này mới ăn nhẹ thôi nha anh Thảo, giờ mình phải ăn cái bánh khọt nữa. Các bạn nghe khủng khiếp chưa? Có ai có giỏi để ăn với tôi chưa, biết. Chưa có cơm là vẫn còn nhẹ. Rồi, rồi, dạ. còn gì nữa, bánh khọt rồi gì nữa? Bánh khọt xong rồi mình mới ăn tới cái cơm xôi nè, gà nướng xôi trên phòng. Đó mới món chính của mình nè. Các bạn thấy tôi ngồi hoài đó. Dạ. Bữa nay là ăn một bữa ăn của mình đó là bằng 3-4 bữa ăn của anh ta luôn á. Ồ vậy anh Thảo. Dạ. Rồi bây giờ cơm xô gạo rồi còn gì nữa không? Thôi dạ. để bữa sau đi. Dạ. Mình ăn tráng miệng bằng cái gì? Dạ, mình có ở đây em có tráng miệng là cái chè dưỡng nhan. Chè dưỡng nhan. Tức là ăn là cái gương mặt mình nó giữ cho đẹp. Dạ. Có kỷ tử là táo tàu, bông cúc, nhãn nhục, nha đam, ủ trà. Dạ. Nha đam tức là aloe vera. Aloe vera. Dạ. Được, vậy đi nghe. Nhưng mà có lúc thì em dùng cho khách aloe vera. Có lúc thì em dùng cho khách cái nhựa đào. Cái gì? Nhựa đào gọi là, nó giống như là mũ chôm vậy đó. Giống như mũ chôm mà cái mũ chôm là mũ của cây chôm. Còn là nhựa đào là cái nhựa, cái mũ của cây đào. Chắc cái này hơi lạ dạ. nha. Cái này tôi nói thiệt tôi chưa biết vụ nhựa đào nha. Biết dạ. đào chứ chưa biết nhựa. Dạ. Ok, vui quá. Rồi, vậy đi. Rồi trong khi ăn thì mình có uống gì đó tùy. Rồi bây giờ dạ. các bạn cùng ăn và cùng thèm với Việt Thảo ngày hôm nay tại quán ngon ở địa chỉ nói thử có phải không, 8851 ở trên đường Garo Boulevard. Dạ. Suite là cái suite đó là 115. Dạ, đúng không? Đúng. Ở thành phố là Garo và California 91844. Dạ đúng. Đúng chưa? Số điện thoại 714-591 591 bao nhiêu? 591 bao nhiêu? Đây anh Thảo. 591 5675 92844. 92844. Anh nói 9184. Rồi vậy thì đứng chính luôn, sẵn đi. Anh Hiệp vừa nhắc
là California 92844. Đương nhiên, yeah, địa chỉ, số điện thoại, tất cả đều có ở trên màn ảnh của truyền hình để cho các bạn có thể thấy và biết. Mình có website không? Dạ, mình chỉ có trên dép với Google thôi. Chưa có website, dạ, có dép với lại Google thôi. Dạ. Dạ, nhớ nghe các bạn. Rồi, bây giờ, quán ngon, authentic Vietnamese food, Vietnamese cuisine, những món ăn thuần chất Việt Nam. Món đầu tiên là ba món khai vị: cuốn tôm thịt, cuốn thịt nướng và chả giò, bốn cuốn. Cùng ăn và cùng thèm với Việt, yeah, Thảo ngày mai tại quán ngon. Dạ. Dạ rồi, mời anh Thảo. Wow. Em tên gì? Dạ, em tên Nhi. Em tên Nhi, cảm ơn Nhi nha. Nhi bên đây lại bàn lại phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn em. Ok các bạn, ngay cái việc đầu tiên đó là Việt Thảo nhìn thấy nha. Trên đũa nè, trên đũa có để quán ngon, authentic Vietnamese cuisine, tức là cái quán bón mà bán thức ăn thuần túy của Việt Nam nha. Rồi bên đây có số điện thoại luôn, địa chỉ luôn: 8851 Gangro Boulevard, Suite 115, thành phố Gangro, Gangro City, yeah, California 92844. Số điện thoại là 714-591-5675. À, chưa quen. Rồi, ở đây muỗng cũng vậy, muỗng đen, có napkin. Cái này của em có một cái con dao. Dạ, cảm ơn. Anh Thảo có con dao. Dạ. Có cái nĩa. Wow. Dạ, napkin cho anh. Rồi, đặc biệt là đây là cái nước chấm là tương. Dạ. Dạ. Yeah. Đây các bạn, cho các bạn coi nè, đã không? Dạ. Yeah. Quá đẹp luôn. Ok, chắc Việt Thảo chụp hình cái này cái nha. Cái này thức ăn không có nóng thì nó không có sợ. Dạ. Chụp hình cái này thôi. Dạ. Để biết kia không? Bỏ lên Facebook với website. Anh Thảo, dạ. Dạ. Rồi mời em, bây giờ ăn sao? Dạ, mời anh. Lại hỏi ăn sao nữa, thấy ghét quá đi, dạ, ăn sao đây? Đây là nước chấm nè anh. Uh-huh. Đây là nước chấm nè. Muốn thử cái nước chấm nha. Dạ. Trong này có đậu phộng nha các bạn, có đậu phộng, có dưa chua. Sao anh Thảo? Nó hơi chua nhẹ là do cái dưa chua, dạ, đúng không? Dạ, dưa chua. Đậu phộng thơm, nước chấm, dạ, dừa miệng ăn ngon. Hơi cay nhẹ rồi. Dạ. Hay quá. Bây giờ ăn cái gì trước đây? Con cá nhìn đẹp quá nè. Anh Thảo thấy gọi cuốn bên em nó khác, những tiệm khác không? Nó khác là nó có cái chui, cái chui mà cải salad lên trên rồi phải không? Cái này á, là do cái đầu bếp của em. Cái anh đó là ảnh ở New York. Anh gọi cuốn này, gọi cuốn New York. Anh nhìn thấy giống tòa nhà New York không? Wow. Wow. Dạ. Thấy chưa? Bờ chợt ăn lo ăn không mà không thấy cái ý nghĩa, cái đẹp của nó, dạ, cái decorate. Dạ. Cái decoration. Dạ, cái tòa nhà New York. Đây là để giống như tòa nhà của New York. Dạ. Dạ. Anh ở New York. Anh ở New York gần 20 năm. Wow. Dạ. Thành ra cái người làm thức ăn mang một cái ý nghĩa trong đó mà mình không biết. Cho, dạ, nên các bạn, đây là gỏi cuốn của Việt Nam nhưng mà có mang tên là gỏi cuốn New York nha. Tại vì design giống như là cái tòa nhà của New York vậy. Ok. Nhưng mà nhìn thấy đẹp quá, ở trong là con tôm nè. Hình như không phải cắt phần nửa hay cắt phần nửa, nhưng mà, dạ, để cái mặt tôm ở ngoài. Wow, anh thích quá, có ba rọi. Dạ. Thịt ba rọi chứ mà thịt nạc không. Dạ. Ở trong có bún nha, bún ít thôi. Đây nè, phía bên lõi trong của cái cuốn nè. Wow, quá đã luôn, ăn thử nha. Ăn, dạ, mời em, mời em. Mời em. Anh muốn ăn không? Ăn không chấm thử. Dạ được. Để coi như thế nào. Ăn không thử nha các bạn. Sao anh Thảo? Cái bún nó không có nhiều. Dạ. Ôi cha, miếng thịt ba rọi đã thiệt. Đùi hả ba rọi ha? Giống như đùi quá. Dạ ba rọi. Vừa ba rọi vừa có đùi. Dạ. Cái giá nó làm cho giòn trong miệng. Bây giờ, dạ, chấm với nước chấm nè. Nói chung thì gỏi cuốn ở đâu cũng gần như giống nhau, nguyên tắc giống hệt như nhau. Dạ đúng. Hay là mình bị cái ấn tượng authentic nguyên thủy hay thuần, dạ, thuần túy Việt Nam
cho nên ăn vô mình có cảm giác nhà của Việt Nam. Dạ. Cái nước chấm quan trọng lắm anh Thảo. Ngọt, ngon, ngọt. Làm tôi nhìn dễ thương. Dạ. Thấy có ý nghĩa của nó. Anh Thảo biết sao không? Gọi cuốn này á, có bữa có cô khách ngồi bàn này, cái anh khách bàn bên kia anh ăn thấy cuốn như vậy, cái cổ mới hỏi món gì có order. Cô order xong á thì lúc đó đông khách quá, cái bếp phụ á, cái cô kia cô cuốn cái kiểu mà không có như vậy nè anh Thảo. Cái đem ra chị nói, ủa sao cô chị không giống bên kia vậy? À dạ, họ họ thích như vậy mà họ ăn nước chấm ô, nước chấm ngon nữa. Dạ. Nói không phải nói, tôi đã đến đây ăn rồi chứ không phải là Thủy Tiên mời đến ăn rồi giới thiệu. Việt Thảo đến đây ăn, và chính Việt Thảo cũng ăn cái gỏi cuốn này mà còn chưa biết cái ý nghĩa của nó, bữa nay mới nghe, lần đầu tiên mới nghe. Mà bố ăn là ăn vậy thôi, bữa nay ăn mới để ý để phân tích nó ngon. Anh muốn ăn hết cái này nha, mời em. Mời anh Thảo. Cái nước chấm ngon đó. Dạ. Nếu muốn ăn cái cải là cuốn vô luôn. Dạ đúng rồi anh ạ. Ngon quá. Anh không có kêu cái ly này ly gì? Sữa. Dạ, sữa bắp. Sữa bắp. Dạ. Nghĩ trong đầu cho nó vui nhưng mà nói xoài bị đầy, nhưng mà không sao đâu, nói vui thôi. Dạ. Anh nói trái bắp đâu có vú rồi mà có sữa. Cũng như nói Việt Nam hồi đó có sữa đặt tên sữa ông Thọ. Ồ dạ đúng rồi. Thì người ta cái tên thôi. Dạ. Người ta mới chọc ghẹo ông Thọ đâu có vú đâu có sữa. Có chứ, đàn ông mà sao có sữa được rồi. Dạ. Đây là sữa bắp. Sữa bắp. Làm mình làm ra từ bắp. Dạ. Gọi là sữa bắp. Dạ đúng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không đơn giản đâu Thảo, cực lắm. Ừ. Sữa bắp là cực lắm. Em chỉ mua về em chế rồi em bán thôi, mất mới gì cực. Dạ không, sữa bắp á mình mua cái trái, mình phải lựa cái trái, cái hộp nó cũng vàng, vàng vàng chút xíu cho cái màu nó đẹp. Ừ. Dạ, mà phải bắp nếp nữa nó mới ngon. Bắp nếp là bắp dẻo nhựa. Dẻo nhựa, à. Dạ. Rồi tức là rồi. Ý em nói em mua bắp về em phải lựa tự bắp. Làm sữa. Ồ, đây là tự làm sữa. Các bạn. Dạ. Một cái big surprise. Dạ. Là ở đây mua bắp về tự làm sữa bắp nha các bạn. Chứ không phải là mua người ta làm sẵn về bán. Giống như cái cuốn này. Ồ, cái chai giò, em nói chai giò phải không? Dạ. Tức là ở đây tự làm hết phải không? Tự làm. Rồi. Uống thử cái sữa bắp. Dạ. Mà tôi khoái cái này nha. Tại sao? Trời ơi, cái này tốn tiền quá em, thêm cái này là bao nhiêu sen rồi? Nhưng mà khách vui, khách thích. Anh là lồng đèn vàng, dạ. Em là lồng đèn đỏ. Đỏ. Các bạn nhớ khi mình ăn trái bắp đó, rồi cái cùi bắp mà mình cạp, dạ. Nước lắm. Thì cái thơm của bắp là nó có mùi ở đây nè. Dạ, có cái thơm, thơm mùi bắp lắm. Nấu nên là cả tiệm thơm mùi bắp. Ngon. Đàn ơi, phải đến Quán Ngon rồi. Tôi không biết chỗ khác, chắc cũng có chỗ bán sữa bắp, chắc cũng có hết. Nhưng mà đây sữa bắp là tự mình mua trái bắp, bắp nhựa, bắp nếp về để mà làm ra cái sữa bắp này. Dạ. Ngon quá, ngon quá. Nó không có ngọt gắt. Dạ. Nó dịu dàng. Ừ. Mà nó không có béo ngậy như sữa thường, nhưng mà nó có cái béo à. Dạ, có cái béo của bắp. Dạ. Ủa, nấu bắp ra mà nó ra gì? Dạ, bắp nấu này mình phải, cái bắp á anh, mình phải tách hộp ra, rồi mình luộc lên. Bỏ cái cùi ra. Dạ, cái cùi thì mình để đó, một chút mình dùng. Mình bỏ, mình nấu, mình lấy cái nước ngọt của cái cùi. Thấy không? Dạ. Wow, cái này hơi lạ nha, nghiên cứu lại. Phải xay cái hộp bắp rồi xong rồi bắt, lấy cái nước cốt của nó. Mình đi nấu lên với sữa nữa. Dạ. Rồi bán một ly này bao nhiêu? Dạ 4 đồng. 4 đồng xứng đáng quá. Công quá nhiều luôn mà. Dạ. Yeah. Thiệt là ngộ nha. Không ngờ luôn. Dạ. Bây giờ mình ăn thử cái bây giờ tới cái dạ, gọi cuốn thịt nướng. Anh. Dạ. Ồ đây là thịt nướng nè. Dạ thịt. Bị bể rằng miếng ăn thử coi. Dạ. Nó mặn mặn vừa ăn luôn rồi. Dạ.
Còn chấm là để cho hương vị thêm thôi phải không? Thịt nướng thì mình cứ ướp để sẵn đó rồi khách order mình mới nướng. Dạ. Chứ không phải là nướng trước. Dạ không phải nướng trước. Thịt còn ngấm. Dạ. Các bạn nghe không? Khách order mới cuốn. Chứ không có cuốn trước nha. Cuốn. Dạ. Mà được đúng rồi. Cuốn trước đưa những bánh tráng, bánh tráng nó khô. Dạ. Nhưng bây giờ có phương pháp mình làm cho bánh tráng giữ được. Dạ. Nhưng ở đây rất rõ là không có. Dạ. Không có cuốn trước. Không cuốn trước. Rồi bây giờ ăn kiểu khác nha. Dạ. Mình cái rau trước. Sao anh? Anh không nhớ anh có ăn ở đâu chưa. Nhưng mà thường thường anh ăn là ăn gỏi cuốn à? Dạ đúng. Bánh tráng cuốn tôm thịt giá hẹ đang hay vậy? Dạ. Ít khi nào mà anh ăn nướng. Dạ. Ít tiện có. Giống như trước đây có ăn ở những nơi khác. Vậy Việt Thảo có nói tôi cũng khó ăn. Mà thường thường ăn cái món nào ăn chết món đó, không có thích ăn món mới. Cho nên thấy vậy chứ ít có ăn nhiều món lắm. Bây giờ nè, cởi mở hơn, mới ăn, thưởng thức mới biết nó có nhiều cái ngon hơn cái bình thường mình ăn. Ngon quá. Nó thơm, đậm đà. Ngon. Bữa nay tôi khổ nữa rồi. Biết trước nhiều món đúng là cái này ăn thử cho biết thôi. Mà bỏ thì tiếc. Ăn tại nó ngon quá. Thơm quá. Biết thịt thơm ở trong miệng. Dạ, tại khách order mình bắt đầu nướng anh. Ừ, dạ. Mà ăn cái này hồi sao ăn nổi trời. Cái này mới ăn nhẹ thôi anh Thảo ơi. Lên cân là cái chắc nữa rồi. Ngon. Ngon quá. Món kế tiếp mình ăn chả giò nha. Dạ đúng anh. Em nói chả giò là do mẹ em cuốn. Dạ. Chứ không phải là mua ở ngoài về. Dạ. Cái này nó bình thường lắm quý vị. Cũng như có nhiều nơi người ta bán như một lượng chả giò lớn, thay vì nhân viên cuốn rất là khó, mất thời gian, người ta order bên ngoài cuốn sẵn mang ra. Yeah. Nó cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái này, ở đây không phải chính chủ tiệm nha, đã đứng cuốn những cái cuốn chả giò cho mình ăn. Ok, bây giờ mình ăn món kế tiếp nha, cũng là khai vị, appetizer. Dạ. Yeah. Chả giò Việt Nam. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Súc ruột đang chờ. Dạ. Chưa anh Thảo trước em. Rồi được. Rồi anh Thảo trước. Ai cũng được. Yeah. Dạ rồi, thank you em. Em muốn chụp cái hình này, cái này. Dạ. Đây các bạn, nhìn cái này dễ thương không? Phần ăn cho một người appetizer. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ mời em ăn liền để cho nó nóng cho ngon dạ, nè. Dạ, mời anh Thảo. Dạ, mời. Dạ. Có một cái dĩa rau đầy đủ nha. Dạ. Hung lũi nè. Ôi trời ơi, đâu có ai ngờ. Có lá chua. Dạ, có lá chua. Không ai ngờ. À, không biết, có nhiều bạn không biết lá chua nha. Cái lá chua này mọc lên bụi. Nó lên một bụi như thế này. Mà nó có thể bụi lớn lên. Mà lớn lên thì cái lá dài nó chua dữ lắm. Nó già. Còn cái này là còn non nha. Mà bụi nó mọc bụi nhiều, rất nhiều luôn. Rất là chua luôn. Em thích cái lá đó. Nó chua như là kiểu lá xoài đó. Dạ đúng rồi, như lá xoài. Có tía tô nè, có xà lách đồn bày em. Dạ mời anh. Bây giờ anh muốn ăn thử. Cái phần này chắc không tới 10 đồng. Dạ đúng. Bao nhiêu? Mình bán 6 đồng mà. 6 đồng. Dạ. À, tôi nhìn qua cái menu của quán ngon, không có món nào quá 15 đồng. Mắc nhất là 14 đồng 50. Trong đó hình như có món là lẩu âm dịch nấu chao là 14 đồng 50. Cái món gì mà cái bánh canh king crab
là cũng 14 đồng, 13 đồng 50 gì đó. 50. Là tại vì King Crab mắc lắm. Thử liền để nó nguội. Dạ. Thương quá. Nó sốt ở trong miệng. Dạ. Bánh tráng này không phải bánh tráng mỏng mà trắng đâu. Dạ. Phải không? Nhưng mà nó sốt trong miệng. Cái nhân ở trong nó, nó đậm đà lắm. Nó mặn mặn nhẹ, nó vừa ăn chứ không phải là lạc nha. Dạ. Mà mình chấm cái nước mắm chua cay vô thì nó đều hoài hay. Dạ. Quá. Anh thử cái nước chấm nè, thử. Giòn cứu à. Dễ thương quá. Anh muốn ăn không không? Em thì thích ăn có rau. Không. Dạ. Anh muốn cuốn rau mà bây giờ ăn tự nhiên có. Dạ. Cảm tình ăn không nữa. Tôi ăn mà tôi nhớ hoài có nhiều người cắt cớ hay là nhiều người không hiểu. Nói tại sao món nào cũng khen ngon. Cái này tôi giải thích nhiều lần. Không có quán nào làm đồ ăn dở. Chỉ có cái thích hợp khẩu vị mình hay không thôi. Bây giờ cái chả giò nó ngon quá mà. Không để tôi chê dở. Thì có em nói là ít ra cũng phải có món chê dở chứ. Bây giờ món nào nó cũng ngon sao mà chê dở ra được. Và khi mà có cái quán bán đồ ăn mà không hợp khẩu vị với tôi, không thể nào tôi khen nó ngon hoài được. Nhưng mà như vậy thì thà tôi không quay. Có nơi mời Việt Thảo đến quay, tôi đến ăn thử, tôi cảm thấy không hợp. Không hợp khẩu vị tôi không nhận lời. Tại vì tôi nhận lời vô tôi không thể nào tôi ăn không hợp khẩu vị mà tôi khen ngon được. Ngon phải khen ngon. Còn mình ăn thử cảm thấy không ngon, không ăn. Dạ. Chứ cái đó khó xử. Dạ đúng. Vô ăn mà mình chê dở không được. Dạ. Thôi thà không quay, chắc ăn hơn. Bây giờ anh cắn không một miếng nữa. Ở trong. Dạ. Này có thịt heo là chắc luôn. Dạ có. Mà con cái nó không giống như của người ta mà. Dạ. Có nhiều người làm chả giò nó bị nhức nhớt là tại sao ở trong để nhiều cái cái gì không phải nó nấm không, cái gì cái gì mà đen đen á, cái gì nấm mèo. À, nấm mèo. Nấm mèo ăn nó bị nó hơi nhức nhớt. Dạ, mà nhiều bún tàu quá. Dạ nấm mèo bún tàu nhiều. Cái này nhiều thịt. Ở đây mình nhiều thịt với lại tôm. Dạ có. Dạ. Tôm nữa. Có tôm. Ngon quá. Các bạn thấy không, nó xốp xộp trong miệng luôn. Ô vừa ăn luôn là đâu cần chấm nước mắm đâu. Thật sự mà nói đó, một phần ăn như vậy diet rất được. Dạ. Buổi trưa nha, buổi chiều buổi tối ăn một phần đủ ngon, đủ ngon rồi. Rau cuốn, bây giờ tới anh ăn cuốn rau nè. Đó, hơi bự, hơi bự. Trời ơi, tôi ăn kiểu này hồi lượt tôi chết tôi luôn á, cầm hông luôn á. Cái món nào cũng ngon hết, ăn nhiều hết á. Cái này tía tô nè. Rau thơm, để lá chua vô cho nó chua lên chút nè. Chà, chắc bẻ nửa cuốn thôi. Chứ chơi nguyên cuốn nhiều quá. Đó. Ngon quá. Ôi, nó chảy nước mắm luôn. Giống này ở Việt Nam không anh hả? Cái mùi tỏi hăng mình thấy rõ luôn. Tỏi sắm. Thiệt là. Các bạn ơi, California nói chung, miền Nam nói riêng, khu Little Sài Gòn quán ăn đầy hết. Tôi không có chê dở nha, tôi không có chê dở ở đâu hết, tôi chưa ăn chưa biết. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cái quán ngon đến với mọi người. Anh mở quán ngon được bao lâu rồi? Dạ hôm nay làm được gần 2 tháng, 1 tháng. Chỉ gần 2 tháng thôi. Mà lý do tại sao em gọi điện thoại em mời anh Thảo đến ăn? Tại vì em cũng ai thích nhìn anh Thảo ăn. thích khi đầu tiên tôi bước vô trong quán á, tôi nhìn sơ qua tôi nói cái quán nhỏ quá. Tổng cộng chỗ ngồi bao nhiêu em? Dạ được 75. 75 người. Dạ. 75 chỗ ngồi. Rồi bây giờ đó, mình không biết thức ăn đây làm sao. Tôi nhìn cái thực đơn, tôi thấy ủa cũng là cơm bún
bì vậy thôi, bình thường. Dạ. Không có gì khác lạ. Dạ. Nhưng mà sau khi nói chuyện rồi tôi ăn thử, tôi thấy nó khác lạ. Khác lạ ở chỗ là do chính tay người chủ làm những cái món đặc, tôi nói ngay cái sữa uống cũng vậy nhé. Cái chả giò nó cũng vậy nè, chính ở đây tự cuốn. Cái chả giò này ở đây dễ lắm, mình muốn kêu là 100 cuốn, 200 cuốn, 500 cuốn, 1000 cuốn, người ta cuốn sẵn cho mình có hết. Dạ đúng. Nhưng mà cuốn theo của người ta, rồi mình mua về mình bán lại có lời nó khác. Còn là tự tay chủ nhân cuốn, đúng không? Dạ. Mà tôi nói ngon thiệt, nếu các bạn đến đây ăn cái cuốn chả giò mà nó không giòn tan trong miệng, nó không thơm mùi tôm thịt nha, mà nó khô nghe chứ không có nhớt nhớt nữa nha, mà không có bún tàu gì hết, thì các bạn, tôi nói một lần nữa, đừng kêu tôi là MC Dịch Thảo, kêu là thằng Thảo. Gạt người ta. Ngon lắm, ngon, rất ngon. Bây giờ ăn không chấm nước mắm, buồn chả. Dạ. Anh Thảo cần thêm rau không anh Thảo? Đúng, đúng, cảm ơn. Đúng. Ăn một miếng này được. Ngon quá. Nói trước nha các bạn ơi, không thể nào ăn hết được nha. Bữa nay là hai anh em ăn là bằng tụi tôi ăn 4 năm bữa ăn luôn á. Ngon. Ngon quá. Nó có một cái mình cắn nó không có bị dầu. Dạ đúng. Hay à nha. Dạ. Mình cắn vô nó không có bị dầu. Nó có queo à. Không lẽ em chiên lên rồi em phải lấy giấy em thấm từng cái. Dạ đúng. Ủa trời, tụi nó chơi mà trúng thiệt kìa. Ý nói chơi mà trúng thiệt. Dạ. Tức là chiên lên rồi phải, dạ, lấy giấy thấm. Dạ. Cuốn lại từng cái như thế này là các bạn tin không? Để chi? Mà bóp nó bể nha, để cho nó thấm dầu. Đây là hết rồi, thấy không? Đó, đâu có gì đâu. Các bạn thấy không? Cho nên cái cuốn nó khô queo à. Thí dụ bây giờ tao ở đơn 100 cuốn là phải cuốn, phải thấm hết 100 cuốn. À, nếu mà 100 cuốn thì chừng 3 cuốn mình lót tờ giấy, 3 cuốn mình lót tờ giấy. Là tự động nó thấm. Dạ, nó có cách làm cho không có dầu. Hay quá, hay quá. Chấm điểm luôn 10 trên 10. Thiệt là đã luôn. Rau đầy đủ các loại, vừa đủ ăn. Dạ. Bả đây em thấy con cái làm phần nào là cho cá nhân. Đúng, dạ, phần của người đó vậy đó. Dạ. Thiệt là ngon luôn. Ở đây mà nếu mà có license beer and wine nữa thì thôi, ăn cái này uống miếng rượu chát trắng nó đã. Dạ đúng anh Thảo. Dạ. Xin được không? Dạ được, em đang tiến hành xin. Xin đi Thảo. Dạ. Ê các bạn, đang xin nha. Dạ. Rồi có beer and wine license nha. Ừ. Ăn miếng chai dầu uống rượu chát. Dạ. Anh biết ở một nơi, em biết ở một nơi nha. Dạ. Anh không nói ở đâu. Hai cái chả giò nó ốm, ốm hơn cái này. Tức là, dạ, chả giò bằng phân nửa này, hai cuốn thôi. Hai cuốn chả giò, dạ, dưới một miếng lettuce. Oh. $6. 6 đồng, dạ. Ui cha Mỹ, nó vô ăn như tôm tươi. Uống thêm ly rượu $6 nữa, $12. Dạ. Khai vậy vậy đó. Dạ. Em biết một tuần lễ bán bao nhiêu cuốn chả giò? Dạ em không biết. 20.000 cuốn chả giò. Ông nhiêu vậy? Dạ. Các bạn tự tưởng tượng đi. Dạ nhiêu. $6 hai cái chả giò. Nó nhỏ bằng phân nửa cái này. Dùng miếng lettuce. Ly rượu chát $6 không tính, tính riêng nha. $6 20.000 cuốn là bao nhiêu tiền trong một tuần lễ bán vậy? Dạ. Đừng có khi dễ chả giò Việt Nam nha. Ôi chả nhỏ nhỏ có giỏ. Ngon. Ngon lắm các bạn. Đến với quán ngon. Để một lần nữa nói lại số địa chỉ điện thoại nha. Chưa quen đâu, bị mới, dạ, mà 8851. Địa chỉ là 8851. Nói trước nha, là ngay góc đường Magnolia và Garden Road. Đến đó có cái chợ H-Mart, là chợ của Đại Hàng. Rồi mình nhìn xuống về hướng Tây nha, thì mình thấy có cái phở 86 nha. Rồi đi qua khỏi phở 86 là thấy phở 99, phở hao 99, thì mình đi vô ngay trong góc trong này là, dạ, món ngon. À xin lỗi, à, quán ngon, quán ngon. Quán ngon có món ngon, đúng rồi. Dạ. 8851 Garden Road Boulevard, suite là 115, thành phố Garden Road, California 92844. Yes. Dạ đúng. Đúng. Số điện thoại nha, số điện thoại nha. 714-591 56 7 5. Dạ đúng. 5675. Ui cha, còn 4 số chót. Rồi, dạ, bây giờ mình ăn món kế tiếp là cái gì nè? Dạ, kế tiếp thì em mời anh Thảo cũng khai vị nhẹ nhẹ thôi. Bánh khọt. Bánh khọt của quán ngon. Wow, bánh khọt là ở, dạ, mé bên này của cái menu. Dạ. Bánh khọt, bánh khọt, bánh khọt. Bánh khọt tôm trứng cúc. Quán, dạ, ngon, 9 đồng 90 sen. Dạ. $9.90. Nó gọi là Vietnamese mini pancake with shrimp and kale eggs, là trứng cúc.
Wow. Như vậy bánh khọt hoặc có trứng cút là sao, có tôm sao? Ê cái này anh ăn rồi. Dạ. Yeah. À nói trước luôn được nè. Nói trước luôn tại ăn rồi tại lắm. Cái bánh khọt nhỏ như vừa ngang ở trong nó có cái trứng cút. Có tôm. Bánh khọt vừa một miếng trong miệng có cái trứng cút. Hồi xưa tôi ăn bánh khọt không có cái vụ đó đâu, tôm bằm với đậu xanh nước cốt dừa thôi. Vừa có trứng cút. Ok. Yeah. Cùng ăn và cùng thèm với Dịch Thảo và Thủy Tiên hôm nay tại quán ngon ở tại thành phố Garo. Với món kế tiếp là món bánh khọt trứng cút đúng không? Dạ. Yeah. Bánh khọt trứng cút quán ngon. Yeah. Yes. Những người khách nào mà của anh mà từ đây cho tới cuối tháng 8 cứ vô đây ăn, không cần biết là subscribe từ lúc nào hay là subscribe ngay cửa trước khi bước vô, mà cứ đưa em coi cái phone mà thấy có subscribe cái channel YouTube của anh Thảo em sẽ bớt 10%. Cái gì? Thiệt hả? Một tiệc 20 người vô đây em vẫn bớt như thường. Ê, dạ. Ê, cái phải này là mức Thảo chứ. Cái này là không phải subscribe mà mức subscribe. Subscribe for me. Dạ. Tức là các bạn ai từ đây tới tháng 8. Dạ. Từ cho tới tháng 9 đi. Tới hết hè được. Tới tháng 9 hết hè đi. Hết mùa từ hè từ đây tới tháng 9 hết mùa hè nghe. Nếu ai mà subscribe channel YouTube Dịch Thảo, tức là đăng ký channel YouTube của Dịch Thảo, đến nhà hàng Fairy Restaurant ăn sẽ được discount 10%. Không cần biết bao nhiêu người vô, bao hết nguyên cái tiệm. 100 người cũng vậy. Discount 10%. Dạ. Nhớ nghe các bạn. Subscribe channel YouTube của Dịch Thảo. Từ đây đến tháng 9 đến ăn ở nhà hàng Fairy được discount 10%. Yes, thank you. Ok. Dịch Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 76 76. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Chow của Chow Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị, có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị, nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Ai Diệt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ nè, yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Thì Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đã thực thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ nhiệt cao. Còn đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống bình thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và Anpira ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện minh lệ, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người,
thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you.